Vâng, xin chào mừng các bạn, chúng ta đến với cả game đấu thứ hai diễn ra ở trên map Catalina. Đây là game thủ KT Roster Start. Anh ấy vừa chiến thắng trong game đấu thứ nhất vừa rồi. Với trò thực ra cũng chả với trò gì cả. Nó chỉ là phòng ngự nó chỉ là một pha phòng ngự sinh phun mà thôi. Còn đây là game thủ rớt của ông ta, rớt màu xanh các bạn, ở vị trí phía dưới bên tay trái. Đó chính là SKTCOM T1 Soki. Và SKTCOM T1 cùng với cả KT Roster là hai team có lịch sử rất là lâu đời ở trong nền eSports của thế giới rồi. Và họ là những đội tuyển chuyên nghiệp của Hàn Quốc. Đều khởi đầu từ StarCraft. Và đến nay thì họ bắt đầu là thêm những cái tựa game mới, ví dụ như là Dota 2 với cả Liên minh huyền thoại LL đấy. Tuy nhiên là các khán giả của vâng, cái gì đây? Atoxy số handsome. Cái gì vậy? Vâng, đó chính là hình như là một fan gay của Atoxy thì vậy. I mean, all you gotta do, you stroke my ego a little bit, two coins, two GSL coins, you can go turn that sign in at your leisure. Vâng, tím tèo lại hấp rồi, tím tèo lại dở hơi rồi, wow. Tín tèo thì mình ảo tưởng sức mạnh, thì nghĩ rằng là với 6 con Rone, 6 con Rone ở nhà khai thác thì sẽ có thể là Marco lại được. Và sự thực là không phải thế. Tất cả dơ linh sang nơi rồi thì bây giờ lại có gì đây? Mà Sheep Coin thì nó có rồi. Wolf thì vẫn còn nguyên với mấy con. Không thể nào chơi được. Hôm nay chúng ta thấy rằng là Soki cũng đang đặt xuống màu 2 rồi. Trong đó thì Poto của ta cũng đang đặt xuống màu 2. Anh ấy vẫn chơi build và one gate expand như bình thường. Có thể nói rằng hiện nay thì sức pool không còn là cái gì đó nguy hiểm đối với cả các game thủ Poto nữa rồi. Các bạn thấy rằng hiện nay thì đây, Rone đây, nhà ga kia, sau đó bắt đầu là swamp pool kia. Bắt đầu là khai thác ga để chuẩn bị lên speed link thôi. Cái map này của chúng ta là cái map 3 người, cho nên là lại giống như cái map merry-go-round vừa rồi. Các game thủ cứ cẩn thận, cứ Marco cẩn thận thôi. Chỉ cần đi scout ở một mỏ phát hiện bên ngay đối phương đang ở đâu, sau đó bắt đầu là chuẩn bị những cái điều bất thường có thể đến. Tuy nhiên hiện nay thì Soki thì vẫn có thể là nói là hội bớt hung dữ hơn rất nhiều rồi. Sau khi mất một điểm vào tay đối thủ thì anh ấy bớt hung dữ hơn rất là nhiều rồi. Hiện nay thì đây là một con Zilot, vâng, thì một con Zilot đã bắt đầu được warp ra cho game thủ Start của ta. Còn Pope đã bắt đầu đi về sau khi phát hiện ra đối phương đang nâng cấp speed cho Zergling với việc ăn gà sớm. Hiện nay thì Soki cũng quyết định tắt, vâng, anh ấy cắt gà rồi. Tôi hay gọi, tôi vừa định nó là tắt ga. Này thì ra đây con Pop đang chạy ra ngoài chuẩn bị đặt pylon để có thể là ua in mỏ. Hiện nay thì con Pop ở bên này đã về đến nhà rồi. Hiện nay thì Soki đang đưa cho mình 4 con Zergling sang mỏ của Staff. Tôi nghĩ rằng 4 con Zergling này sẽ chả làm gì được đâu vậy, vì đối phương hiện nay đã bắt đầu có cho mình một con Zilot rồi. Massive Core chẳng cũng sắp ra. Chưa kể Poto sắp sửa ua in mỏ nữa thưa các bạn. Hiện nay thì nâng cấp speed đang hoàn thành khoảng tầm 30% rồi. Hiện nay sao đây? Yeah, he's even getting a sentry right now. He's vâng, dâng linh lên rồi. Massive Core ra rồi. Vâng, làm gì bây giờ? Ui giời. Vâng, bắt đầu cắn nhau rồi. Dâng linh bây giờ chạy ở phía bên trong bên bay. Nhưng mà Massive Core cũng đuổi theo. Đây là vị trí mỏ 3 cho Soki rồi. Có thể thấy là hiện nay Pop đang bắt đầu ngồi cắn ở đây rất là tự tin. Hiện nay dâng linh đã cắn được không? Ô, cắn được, vâng, cắn được một con Pop rồi. Nhưng bù lại cũng chết mất một hai con dâng linh. Hiện nay sao đây? Có thể thấy rằng hiện nay thì nâng cấp speed link sắp sửa hoàn thành rồi. Được khoảng tầm 90%. Ô tô của tay lại ui trong mỏ rồi. Tất nhiên Speedling chả làm gì ở thời điểm này nữa. Poto hiện tại này đang đặt cho mình cái fork ở đâu đó cũng chưa biết nữa. Đây thì kia là cái gì kìa, vâng, con Zergling đang cắn ở đây. Úi giời, nó bị ngay có 3 con Pop lùa theo ngay. Nó lại quay lại nó cắn tiếp rồi. Ngay 2 con Zergling có một con ở vị trí main bay, một con ở vị trí mỏ 2. Hiện nay Zerg của ta đang đặt vẫn đang chờ cho mỏ 3 hoàn thành xong. Tất nhiên thời điểm này thì Zerg chả để làm gì được Poto rồi khi Poto đã win xong tới bạn. Rất khó để tấn công vào thời điểm này được. Tôi thấy rằng hiện nay thì Zergling đây, vâng, Zergling sentry ạ. Poto thì đang bắt đầu nâng cấp cho mình được một tấn công, còn Zerg đang móc thêm cho mình 4 con Zergling nữa. Anh ấy vẫn đang run up, vẫn đang ăn thêm nhà ga thứ hai bạn, bây giờ mới bắt đầu ăn ga. Khả năng là chuẩn bị chơi bên Linh à? Nhưng thời điểm này thì không biết là định lên cái gì thôi bạn. Khả năng là hình như là định lên bên Linh. Nếu như mà ăn nhiều ga nữa cơ, thì sẽ bắt đầu là lên Road. Vâng, lên Road thật. When you look at like how many narrow ramps there are in valleys and stuff, I guess. Nhưng mà lượng ga kia chắc là chỉ có khoảng 6 con rốt để phòng ngự thôi. Chứ ga kia cũng không thể nào lên nhiều rốt được thưa các bạn.
Đây là một phố tông ở trang. À, phố tông, Thanh Đông đó. Đặc biệt có thể là hỗ trợ cho phố tốt phòng ngự mỏ. Bây giờ anh ấy sẽ chuẩn bị làm gì đây? Đây là bóng phút được đưa sang mỏ của giới để thể scout. Bây giờ thời điểm này bây giờ thì sẽ nhìn thấy được cái nhà rốt Waven sớm thôi. Bây giờ phố tông đã xuống cho mình cái Twilight Castle rồi. Anh ấy đang chuẩn bị lên cho mình Blink Stalker để phòng ngự. Blink Stalker luôn luôn mạnh đối với cả Rhodes rồi. Tuy nhiên nếu như bây giờ Rhodes mà nếu như bây giờ Rhodes mà có thể cả nâng cấp mà đội thổ nữa thì lúc đấy phố tốt của ta sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Lúc đó tất nhiên sẽ phải lên thêm cho mình Observer. Tôi nghĩ theo những cá nhân tôi đánh giá thì phố tốt của ta trận này sẽ chơi Blink Colo, chứ anh ấy sẽ không chơi mỗi Stalker không nữa. Tất nhiên là chả có ai muốn chơi mỗi Stalker không cả. Hiện nay thì với số lượng Sentry là 5 con, đây là khoảng tầm 7 con Sentry, cũng với cả một con Zilon, cho nên là phố tốt của ta đã quyết định ăn mỏ thứ 3 rồi. Như các bạn thấy rằng là các top game thủ của Hàn Quốc thì họ luôn luôn là sử dụng Sentry để có thể ăn mỏ 3. Còn đối với cả các game thủ của Việt Nam thì tôi vẫn khuyên các bạn là nên có tech unit, tức là nên có Imoto hoặc là Colo thì hãng quyết định là ăn mỏ 3, nếu không là các bạn sẽ phòng ngự sẽ rất khó khăn đấy ạ. Không hề đơn giản để ăn được mỏ 3 bằng những con Sentry như này đâu. Các bạn phải có khả năng cắn trúng mark cũng như phản ứng rất nhanh với mọi tình huống. Các bạn hãng dám chơi cái trò này. Thế này thì một con Overseer thả được con Chuyên Linh rồi. Vâng, Chuyên Linh bị bắt rồi. Nó cũng chưa nhìn được cái gì nhiều. Ở phía bên kia thì Zerg của chúng ta đã đặt xuống nhà hai Ronix đen rồi. Nên con Phoenix đã vào đến bên trong. Đây chỉ bóng Phoenix thôi nhưng mà nó sẽ nhìn thấy được cái nhà hai Ronix đen sớm. Nhìn thấy chưa? Chưa nhìn thấy ạ. Nó bắt đầu vòng ra ở vị trí mỏ thứ 3 rồi. Thời điểm này khi mà vòng vào vị trí mỏ thứ 3 nhìn thấy nhà hai Ronix đen thời điểm mà phố tổng tám bắt đầu tách lên Colo, là mình tách lên Colo thôi. Vâng, anh đã quyết định đặt xuống cho mình cái nhà robotic bay để có thể tách lên Colo rồi. Mẹ phố tổng tám bắt đầu nâng cấp cộng 2 tấn công từ bạn về Blink Stalker cũng đã hoàn thành khoảng tầm 80% rồi. Sắp sửa, sắp tới rồi. Này tôi nhìn thấy 10 con Hydra, cộng với cả đó là thêm cả nâng cấp tầm bắn xa cho Hydra. Như vậy thì đây chính là sẽ là chơi build Road Hydra thôi bạn. Rốt hai ra thì rốt với hai ra thì mặc định thì cái tầm bắn của nó ngắn như nhau, nhưng mà khi mà rốt khi mà hai ra mà nó được nâng cấp tầm xa thì nó sẽ bắn vượt đầu rốt. Rốt sẽ làm nhiệm vụ là đứng ở phía trên để làm bức tường phòng ngự cho hai ra ở phía sau. Rốt với lợi thế là có giáp khỏe cho nên là nó có thể là chịu đựng được gọi là hàng tăng cơ đấy ạ, giống như con gì lọt vậy. Sau đó Rốt lại còn sử dụng cái lợi thế có thể làm bắn xa hơn nữa. Thế nên là Rốt hai ra thì đều có khả năng tấn công từ xa. Tuy nhiên là Rốt thì sẽ làm nhiệm vụ là phòng ngự chính. Hai ra thì sẽ là đứng ở phía sau bắn vượt đầu Rốt và làm nhiệm vụ là hàng đam chính cho quân đội của Rốt. Đối đầu với cặp đôi này sẽ cặp đôi Blink Stalker Colo. Stalker thì đứng ở phía trên để đối đầu với Rốt. Sau đó con nào chấm máu bị target thì sẽ bơ linh ra phía sau. Còn Colo thì cứ đứng ở phía sau thôi. Đã có nâng cấp tầm bắn an toàn rồi thì Rốt thì Colo sẽ có một cái vị trí rất thuận lợi cho combat để mà tham gia tấn công. Lúc đó sẽ hơi khó khăn cho cặp đôi Rốt Hydra để có thể là tấn công được các bạn. Và mặc định thì các game thủ như Soki họ sẽ lên thêm cho mình những con Viper nữa. Và chính xác là Viper rồi, hai con Viper đang được móc ra. Với hai con Viper thì đây sẽ là một lợi thế cho combat khi họ chỉ việc làm sao mà nhấc được con Colo lên thì bạn, vâng, nhấc con Colo về phía quân đội của mình. Thì đó chính là lợi thế cho những các kiếm thủ rớt, tại vì hai Hydra chỉ cần có tầm bắn xa, chỉ cần có tầm bắn đến Colo thôi thì chỉ còn tầm một hit là chết ngay một con Colo ngay. Sau đó thì Potos bắt buộc thì sẽ phải lên thêm cho mình hai Templar các bạn, hai Templar để có thể là feedback những cái con Viper đó. Thì đó là kịch bản và các game thủ của ta sẽ phải follow theo và chiến thuật đấy ạ. Tuy nhiên là để có thể thành công được thì cái việc này thì nó lại phải phụ thuộc vào các game thủ thôi. Và chờ đợi xem trận đấu lần này sẽ diễn ra như nào khi hiện nay Blink Colo đã hình thành rồi và Poto đang lên thêm cho mình thêm cả hai thêm cả đây Zerg đã bắt đầu lên thêm cả cái gì kia. Tôi nhìn thấy kia lại là Swampmoth. Vâng. Cặp đôi của Potos, bộ ba của Zerg thì có vẻ là khá đẹp rồi. Nhưng bây giờ vấn đề là
Tại Potos thì đã bắt đầu lên hai templa. Phải nói rằng đây sẽ là cái sách giáo khoa. Vâng, bắt đầu lao rồi, Dương Linh đang lao ở phía trên Fox Field rồi. Vâng, hiện nay Dương Linh chắc chắn là sẽ chết rồi. Ôi, một phát kéo mất một con Colo rồi. Hiện nay Dương Linh đã bị xử lý xong. Rốt đi qua được hàng Fox Field thì bắt đầu bị đối đầu với cả Soccer. Soccer hiện nay chuẩn bị Blink rồi. Hiện nay chúng ta nhìn thấy rằng một cái gì kia, cái skin kia. Hiện nay Hydra bị kẹt ở phía sau, có vẻ là không ăn thua lắm các bạn. Hydra hiện nay kẹt hoàn toàn rồi, bây giờ đứng lại mà bắn thôi. Con Colo vẫn còn sống, một chấm máu kia. Hai con Viper tại sao không kéo thêm một phát nữa đi nhỉ? Điều thật là buồn cười thưa bạn. Viper vẫn chưa kéo được, vẫn chưa kéo được lượt hai. Colo mất rồi. Hai đoạn lao lên và target được với con Colo kia. Nhưng bây giờ Stalker đối đầu đây, Stalker bắt đầu blink rồi. Nó có vẻ không ổn rồi. Hiện nay khi mà được cái số lượng rốt đã giảm xuống quá nhiều. Hiện nay Stalker đang có vẻ là đang chiếm thế thượng phong ở vị trí mỏ bên này. Chưa kể có một pha tấn công ở vị trí góc bên kia nữa. Gần như các bạn thấy rằng ôi vâng, đã bị rốt xử lý rồi. Có vẻ Queen xử lý xong cái pha vừa rồi. Hiện nay thì quân đội của Z đã rút về vị trí sau khi mà đã rốt, con rốt đã refog lên với 31 con. Hai round chỉ còn có 7 con mà thôi. Cần phải giúp quân của trở về để đồn chỉnh đốn hàng ngũ đã. Hiện nay thì Sommok còn chưa được bóp ra nên là bây giờ chưa biết làm nào đâu, chỉ có sử dụng mỗi cặp đôi rốt hai ram mà đi chơi thôi. Ngay thì hai con Viper vẫn còn Colo, thì tôi nhìn thấy rằng hai tem lao đang được nâng cấp thêm cho mình cả Storm kìa. Ngay thì con Colo cũng đang được warp lại cho mình, hai con Sommok đang bắt đầu được móc ra, nhìn thấy thêm cả cộng hai tấn công nữa. Vâng, một pha Fog Field đây rồi. Ngay sau đây cái pylon kia ổn không? Vâng, mất pylon rồi, mất cầm một canon đã bị mất điện. Hiện nay sao đây, chúng ta thể thấy rằng hiện nay thì quân đội của Zerg đang đưa quân lên để góc bên này. Hai con Viper đã đầy energy rồi, có thể nhấc được hai con Colo luôn. Này, hai con Colo đang đằng đầu, vâng, hai con Colo đang chạy đứng ở vị trí khá xa ở phía sau này. Này, một pha Fog Field rồi, đốt hiện nay đang target vào cái nhà canon kia. Mất một canon rồi nhưng vẫn còn một canon nữa. Photon Chàng đang bắn khá giáp đấy, thì bắn con Colo này đang đứng ở bên này để có thể là phòng ngự cho vị trí mỏ thứ ba lần này. Feedback một phát một con, ui rồi một pha Storm nữa, quá đẹp luôn. Bây giờ hai tem la vẫn còn đủ số lượng để có thể là Storm một phát nữa, cũng như là feedback trên con bên kia. Không còn Viper nó đầy hoàn toàn energy như kia, bây giờ một feedback một phát là chết luôn, nằm thẳng cẳng luôn các bạn. Này, Soki đã bắt đầu lên cho mình một nhà Spy cũng như là lên được 4 con Swarm Hot nữa, nhưng mà tổng cộng sẽ là 6 con Swarm Hot. Này, Poto đã bắt đầu nâng cấp cộng 3 tấn công cho mình rồi. Tôi nhìn thấy thêm cả nâng cấp thêm cả một nhà Spy vừa à, nhưng không phải nhà Spy mà kia lại là nhà Stargate. Nhà Stargate của Potos đã được đặt xuống rồi. Potos đang quát thành mình hai con hai Templa nữa. Giờ Zerg hiện nay đang làm gì đây? Zerg đang bắt chia quân ở vị trí mỏ thứ 3. Vậy anh chủ thấy có vị trí mỏ thứ 3 của đối phương trang. Hiện nay Zerg đã bắt đầu ăn mỏ thứ 4 cho mình rồi. Tôi thấy kia là mỏ thứ 5 ạ. Đây quân đội của Zerg còn nâng cấp cộng 2 tấn công mà thôi. Zerg đang bắt đầu nâng cấp cộng 3 tấn công. Hai game thủ chúng ta đều nâng cấp cộng 3 cộng tấn công cho mình. Không hề có bên nào nâng cấp giáp cả thưa bạn. Zerg đang chiếm vị trí ở đang chiếm lợi thế ở vị trí giữa map. Này quân đội Potos di chuyển rồi. Này đang có 3 Colo, rất nhiều 2 Templa. Thêm một nhà Stargate được đặt ở vị trí góc này. Có vẻ vị trí này đặt nhà có vẻ không ổn lắm. Nó block mất nửa ram rồi. Này Potos đang bắt đầu như chuẩn bị lên Phoenix. Khi mà anh vâng, và nâng cấp Flip Beacon kìa. Khi mà Potos lên như này, những cái nâng cấp này có nghĩa là họ chuẩn bị lên Phoenix rồi. Và ui dồi ôi Storm liên tục. Vâng, rốt ăn Storm liên tục cho bạn chạy vào nồi. Hai Hydra bỏ mạng hoàn toàn trong pha Storm vừa rồi. Bây giờ mỗi quân đội một pha counter ở đây thì bạn đã bị Stalker giọt vào áp sát rồi. Vâng, Rốt là những unit bị target sau, sau đó Hydra thì được ưu tiên target trước. Vâng, Rốt đang lao lên để mà chơi Colo nhưng không ăn thua khi mà đến 4 Colo. Đây cũng là giọt quá đông. Hai tem lão đang lao lên, hiện nay đang có 10 con counter đang được mob ra. Có vẻ khả năng và rất chuẩn bị lên cho mình boot lot rồi. Nhưng mà hiện nay thì khi mà nhà Winter Spy ở vị trí phía sau đang được nâng cấp từ nhà Spy 18 con counter rồi. Tuy nhiên với cái việc mà lên unit như kia của Soki thì tôi đang e rằng đây sẽ là một sẽ là bất lợi cho anh ấy, tại vì rằng như bạn biết rằng Bulldog mà bây giờ mà không có unit để hỗ trợ thì sẽ rất nguy hiểm. Bulldog bây giờ thì phải có thêm những con Cooper đi kèm nữa, chưa kể có thêm hai Ra hoặc là Rốt. Chứ nếu như mà chỉ có sự hỗ trợ của Swamp Hot cùng với cả Cooper thì tôi nghĩ chưa chắc đã có thể là giành được chiến thắng. Hiện nay 8 con Rốt đã mob ra rồi. Cô tô của tại này thì có thể nói là đang có 4 con Colo. Anh ấy đang lên cho mình 3 con Voidray cùng với cả Mothership. Vâng, như vậy đây không phải nâng cấp Phoenix, trong khi đó lại vẫn có đang có thêm phải nâng cấp gia tăng đam, và gia tăng tầm tấn công cho Phoenix kìa. Tầm bắn xa cho Phoenix kìa. Như vậy là anh ấy định lên Phoenix nha, sau anh ấy lên quyết định là lên cho mình Voidray rồi. Một pha quá, ui rồi, sau 4 Stalker cùng với cả rất nhiều giọt được đưa vào phía bên này mỏ này mày thưa bạn. Đây chính là main bay và tất cả bầu lấy luôn Hatchery rồi. Tôi nhìn thấy rằng là đạo quân Proton đang tấn công cả ở vị trí mỏ thứ 4 nữa. Vâng, mỏ 4 cũng đang có giọt đang ở đây. Tôi nhìn thấy khoảng tầm 5-6 con nữa bạn. Ủa, còn đông hơn rồi thưa bạn. Các bạn thấy rằng hiện nay thì mỏ này ra sao thì phá rồi. Tất cả giọt bầu thẳng đến Hatchery. Sao rồi mất hack rồi, vâng, mất hack rồi.
Do hiện nay là rất khó khăn. Có bạn thấy là hiện nay thì Swampert phải được đưa trở về để phòng ngự trước Zilot với cả Stalker rồi. Nhưng đó Cooper ở đây rất đông, 18 con Cooper. Nhưng mà anh vẫn chưa thấy con Bulldog nào được móc ra cả. Thưa bạn, hiện nay Stalker vẫn đang phá phách ở vị trí mỏ với thứ tư bên này. Mỏ thứ 5 của Zilot đã bị phá từ lúc nào chúng ta cũng chưa kịp nhớ nữa. Đây là Stalker, bạn thấy đấy. Stalker đã quẩy tưng bừng ở vị trí mỏ bên kia. Đây là đây chính là Warp Prism. Quân đội của tôi hiện nay là tôi nhìn thấy có cả Ma Sith đi kèm rồi. Có một số unit ở vị trí phía sau đã được tăng hình rồi. Tôi đang nâng cấp cộng 1 tấn công cho không quân của mình. Và các bạn thấy đây, Warp Prism bị bắt rồi. Tợ này còn khá đông, 16 Muta. 16 con Muta được bạn, 16 con Muta đang được móp ra ở vị trí phía sau kia. 16 Muta đi kèm với cả 12 con Cooper. Như vậy đây sẽ là cùi 21 con rồi kìa. Vâng, đây sẽ là cặp đôi Cooper, Muta và Cooper. Cặp đôi này có một thời gian nó khá hot. Tuy nhiên là khi đối đầu với cả Protoss đang rất mạnh như này rồi thì tôi sợ rằng cặp đôi này không thể nào làm gì được. Khi Protoss đã có thêm những con 2 Templar đi theo để Storm thì Muta thực sự là bất lợi hơn hoàn toàn. Muta và Cooper cùng lao combat sẽ ăn Storm thì Muta để may ra thì còn có thể là nhờ lợi thế bay nhanh mình để thoát khỏi combat được. Nhưng nếu như mà Cooper để không may mắn như vậy, Cooper di chuyển khá chậm chạp. Vâng, một pha tấn công ở vị trí góc bên này, Cooper Muta có mặt ở vị trí góc hướng đây là ở vị trí bên bay của Protoss ạ. Protoss đang đưa quân của mình trở về. Anh ấy không bị recon à? NG không biết là để làm gì. Hiện nay chúng ta có thể thấy rằng là có thêm cả Overseer ở trong cái bộ ba cái cặp đôi kia. Một pha cao tác tách ở vị trí mỏ thứ tư của Protoss. Hiện nay chúng ta có thể thấy rằng cặp đôi Muta Cooper đã phá khá là tan hoang ở vị trí bên trong bên bay rồi. Bây giờ thì bắt đầu là gì đây? Tôi nhìn thấy rằng Phoenix đang bắt đầu được warp rồi. Hiện nay thì Swampert bắt đầu đẩy lên vị trí góc bên này thì bạn. Hiện nay đã đẩy lên vị trí Pylon rồi. Bây sao đây? Bạn thấy Colo với cả Zilot vẫn đang chạy tưng bừng. Thêm Mutan đang được mob ra. Tuy nhiên, úi dồi, vâng, lao ra nhìn thấy ngay con Mother Sip. Ô, một Colo đi lạc đường chết rồi. Hơi đen. Cái quái nào lại cho Colo đi đường đấy bao giờ thưa bạn? Hiện nay Vray đang có sự hỗ trợ của Mother Sip để tăng hình rồi. Số Vray hiện nay đã lên con số 9 rồi. Có thể gọi là một lượng đam khá khỏe. Này tôi nhìn thấy rằng là Zilot đang đẩy quân sang ở vị trí mỏ thứ 3 của Protoss đi phải. Vâng, Swampert đẩy lên góc ở góc bên này. Này thì Muta cùng với cả Cooper đang rất là tự tin. Nên nếu như nói về bầu trời thì có vẻ là sẽ nghiêng về phía của Zilot hơn. Bởi vì Zilot có số lượng Muta cùng với cả Cooper khá đông. Trong đó ở phía bên Protoss thì anh ấy đang lên cho mình 5 con Phoenix một lúc thôi bạn. Anh đặt ở đâu ra đến tận 5 cái nhà Stargate rồi. Số Phoenix hiện nay đang bắt đầu tăng lên chóng mặt khi Phoenix lúc nãy đang nâng cấp tầm bắn xa rồi. Thì bây giờ thì bầu trời sẽ bắt đầu phải chia 5 xẻ 7 thôi bạn. Muta thì tôi nghĩ rằng Phoenix hiện nay tôi nghĩ rằng nó lên khoảng tầm 7-8 con rồi. Nhưng mà với cứ 5 con một lượt thì nó sẽ lên đến, tức là cấp tốc độ cực kỳ nhanh thưa bạn. Cứ 5 con một lượt thì không biết là chẳng mấy chốc thì nó sẽ lên đến 30 con Phoenix đâu. Nhưng mà thường thì các game thủ phố tốt thường sẽ không lên được 30 con Phoenix. Tại vì lợi cái giới hạn để farm thưa bạn. Này thì Swampert đấy cũng đang có vẻ hơi bất lực trước đạo quân lần này. Này Protoss chúng ta đã bắt đầu lên Deadpool rồi. Chúng ta hay gọi là Deadpool, chúng ta hay gọi là Deadpool. 4 gà na trồng, 2 Templar, thêm cả Phoenix nữa. Toàn là những unit có thể gọi là counter, hot counter của Muta thôi ạ. Trận này thì rất có vẻ là gặp phải hàng cứng rồi. Hiện nay thì hai Templar đứng ở vị trí phía sau, chứ chờ để có thể để Storm thôi. Chồng ở phía dưới đang rất tự tin lao lên. Phoenix thì cứ thế là quẩy thôi. Phoenix cứ thế quẩy xung quanh map thôi thưa bạn. Bạn thấy đấy, Colo quét, chồng lao lên xịt luôn. Ui, thì quá tự tin rồi. Hiện nay thì đang một pha chết bay rồi. Muta cũng là Cooper được đưa thẳng sang vị trí main bay của đối phương. Và đang phá cái nhà Stargate kia. Tổng tại này là quá tự tin, anh ấy sắp sửa max supply. Anh ấy chết bay luôn, không có gì phải sợ cả. Vâng, mỏ chắc là mất rồi. Này Muta đang cố gắng phá nhà. Nhưng với việc nếu như xét về phá nhà thì không thể nào bằng được Protoss từ bạn. Chứ kể Protoss còn có thêm cả ma siêu còi để có thể recall nữa. Cái này thì Muta, vâng, ở đây Phoenix anh nhất những con Swampert lên. Vừa mới có lợi thế đó là một con Oscar ở đây thì bắt đầu Swampert đã bắt đầu trở thành những miếng mồi ngon cho quân đội của Protoss rồi. Phoenix đang gì đây? Vâng, Phoenix đang quẩy xung quanh đây. Hiện nay thì Muta và Cooper vẫn đang đi để bắt Warp. Muta thì có một cái lợi thế đó là nó bắt nạt những con unit yếu yếu như kiểu Warp thì rất là nhanh.
nhưng mà nó phá nhà thì lâu đừng hỏi thế bạn. Thế đợt này thì Protoss của ta đang đưa quân đi quá chuẩn rồi. Anh ấy đang đưa quân dần dần đi sắp khắp các mỏ để có thể là phá tan hoang mỏ của rớt lên. Đây là vị trí mỏ thứ hai ạ. Mỏ thứ hai nói chung là mất spy rất nhanh. Thêm cả mỏ nữa. Voi bây giờ xịt một phát vào mỏ coi như là bung trong một nốt nhạc này. Thế này thì chúng ta thì thấy cái gì đây? Vâng. Bây giờ rốt kìa, sẵn có một con rốt ở đây làm gì nhỉ? Bên này mù 8 hãy pha xong được ở vị trí mỏ thứ 3. Nó đi chuyển ở vị trí mỏ này. Ôi dồi à chồng. Ôi dồi Canon nữa kìa. Thôi xong rồi, nhìn thấy đàn hàng Canon này coi như là mù 8 phải gọi GG thôi. Và như vậy là Soki đã gọi GG và xin chúc mừng game thủ Start của ta đến từ team KT Roster. Anh ấy đã giành chiến thắng ở trong trận Winnermax và như vậy anh ấy sẽ cầm tấm vé đầu tiên của bảng D để mà đi vào bên trong round 16. Vâng, xin chúc mừng anh. Soki thì sẽ phải ở lại để mà đánh với trận Final Max. Xin chia buồn với Soki. Và chúng ta chuẩn bị đến với cả game đấu thứ tư, cặp đấu thứ tư của chúng ta. Cặp đấu thứ tư thì là một trận Loser Max diễn ra giữa game thủ Beyond và Terminator.